Hello, xin chào mọi người. Hôm nay Tân sẽ quay clip cho mọi người xem về cái lá bụng và hoa bình cũng như đúng này. Mọi người xem clip Tân làm nha. Hoa. Món hoa lục bình này với mắm đậu mắm sẽ cho mọi người xem và thưởng thức. Sau này các bạn có ai muốn nhu cầu về du lịch kiểu trải nghiệm như thế này thì liên hệ Tân nha. Để... gớt chó rồi, cho đi quay phim và cầu vừa gớt ở đấy. Đây con, ở nè. Đậu là đậu gì chị? Đậu mắm. Đậu mắm hả? Cho nó mát đi, nhà quá hầm.
Dở ra đi. Con. Dạ. Đó được. Tiên em thấy không anh? Ừ. Nói với em không, em chưa thấy rau lan này. Đây bắt đầu mới có trồng mới gai. Ở này là đâu phải dùng mình đó anh, này phải dùng mình. Nếu lâu đây em về cũng dùng dòng sớm trồng. Dạ. Rồi bông một bình sau khi được thái xong thì rửa nó đẹp đi. Nhìn giống như cái đuôi phụng anh, chim phụng á. Đó là bông một bình, là cà. Rồi bánh chú chiên là chị chiên. Rồi bông một bình sau khi vô lỏng thì nó. Sao mà đi đấu vòng có mấy anh giống là mình tự tin không sợ gì hết chứ. Chú nha. Chỉ ra. Ủa, liền không? Mình để cho nó xuống, đè xuống nó xịn cái. Dạ. Gấp cái đó đi. Rồi gấp đi mọi người. Bỏ vô hết luôn rồi. Vô hết luôn rồi. Ủa, cái mọt hết.